LED được coi là nguồn sáng của thế kỷ 21. Với nguyên lý là nguồn sáng chiếu sáng rắn, không sử dụng thủy ngân độc hại, không phát ra tia tử ngoại, nên LED được coi là nguồn sáng rất thân thiện với môi trường. Sự phát minh ra Blue LED những năm 1990 đã tạo ra cuộc cách mạng đột phá cho sự phát triển đèn LED ánh sáng trắng, mở ra hướng mới trong lĩnh vực chiếu sáng. Hiện nay, hiệu suất phát quang của LED đã lên tới 300 lumen trên watt, tuổi thọ có thể đạt tới 100.000 giờ. Đèn LED thực sự là giải pháp hiệu quả, thay thế hoàn hảo cho các loại nguồn sáng truyền thống cũ, tiêu tốn điện năng, là giải pháp chiếu sáng xanh góp phần tạo nên các công trình xanh. Nhận thức rõ ưu thế của đèn LED, ngay từ năm 2008, công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông đã bắt đầu nghiên cứu phát triển đèn LED. Nhưng phải đến năm 2012, dạng đông mới thực sự làm chủ được công nghệ, khi mà trung tâm A&D chiếu sáng được hình thành và thu hút được các nhà khoa học đầu ngành Việt Nam về quang, điện, điện tử, vật liệu. Đến nay, dạng đông đã có một dàn sản phẩm LED tương đối đồng bộ với chất lượng cao phục vụ trong chiếu sáng indoor, outdoor. Cơ bản, dạng đông đã chủ động trong sản xuất, từ khâu thiết kế, định hình sản phẩm đến sản xuất, lắp ráp với một hệ thống kiểm soát chất lượng tiên tiến, hiện đại. Đặc biệt, dạng đông là một trong số ít doanh nghiệp sản xuất đèn LED có tỷ lệ nội địa hóa cao. Đây cũng là một ưu thế vượt trội của sản phẩm dạng đông, giúp dạng đông có thể tạo thành một chuỗi liên minh sản xuất với các nhà cung cấp, giúp kiểm soát tốt chất lượng và chuyển giao những công nghệ mới. Chất lượng, độ tin cậy của sản phẩm nguồn sáng LED tích hợp chất lượng, độ tin cậy của 6 yếu tố cơ bản, bao gồm LED, điện, cơ học, quang học, nhiệt, liên kết. Để giải quyết vấn đề này, dạng đông đầu tư hệ thống thiết bị kiểm tra, đánh giá chất lượng hiện đại của các nước nổi tiếng như Mỹ, Đức, Nhật, giúp kiểm soát chất lượng linh kiện ngay từ đầu vào. Trên cơ sở dữ liệu đầu vào tin cậy, các chuyên gia của trung tâm tiến hành xây dựng các giải pháp thiết kế dựa trên công cụ quản lý tiên tiến QFD. Với các ngôi nhà chất lượng HOQ1, HOQ2, HOQ3, HOQ4. Thiết kế mô phỏng dựa trên phần mềm 3D chuyên nghiệp, tính toán, nghiên cứu, lựa chọn vật liệu mới phù hợp. Xây dựng quy trình kiểm soát chất lượng PQC trong khâu sản xuất. Cuối cùng, sản phẩm sản xuất ra được thử nghiệm đánh giá nghiêm ngặt theo quy trình kiểm soát chất lượng OQC. Đây là thiết bị kiểm tra đánh giá tính năng quang điện, độ bền con LED của hãng Gamma Mỹ. Với thiết bị này, có thể kiểm soát đánh giá chất lượng con LED có công suất lên tới 50W, sử dụng công nghệ CCD, có giải phổ rộng, có thể phân tích được vùng phổ từ ngoại và hồng ngoại. Độ phân giải, độ chính xác và lặp lại cao là cơ sở để thiết kế các mô-đun LED có độ tin cậy và độ đồng đều cao. Thiết bị camera hồng ngoại của Mỹ chụp ảnh nhiệt và phân tích hóa phân bố nhiệt trong quá trình thiết kế sản phẩm. Thiết bị đầu đo tăng nhiệt 16 kênh của bì có khả năng đo và tự động lưu kết quả theo thời gian đồng thời 16 kênh, phục vụ trong quá trình thiết kế khảo sát nhiệt độ điểm hàn của LED, từ đó tính toán nhiệt độ lớp chuyển tiếp của LED. Thiết bị buồng khí hậu của Đức có thể tạo ra môi trường nhiệt độ thấp và nhiệt độ cao đồng thời với độ hút ẩm cao, phục vụ cho việc đánh giá độ tin cậy của sản phẩm khi hoạt động trong môi trường khí hậu nóng ẩm. Thiết bị buồng gia nhiệt của Ba Lan, thiết bị kiểm soát nhiệt độ TG của LED, thiết bị đo phân bố quang của sản phẩm hoàn chỉnh. Những thiết bị này là nền tảng để các chuyên gia, đội ngũ kỹ thuật dạng đông phát huy hết khả năng của mình trong nghiên cứu thiết kế sản phẩm. Ông James Dickerson, trợ lý giám đốc của Phòng Thí nghiệm Quốc gia Hoa Kỳ, Brookhaven nhận xét, tôi thực sự ngạc nhiên khi đến thăm trung tâm A&D chiếu sáng của dạng đông. Trung tâm có những thiết bị rất hiện đại.
Trung tâm của hãng nổi tiếng Philips cũng chỉ có những thiết bị như thế này.